Thưa anh, thì qua cái kinh nghiệm của anh đó là anh cũng làm cái chuyện này nhiều, là tôi nhớ cái thời mà ông luật sư Trần Thái Văn mà ra tranh cử, ngày hôm đó ông lên đài ông gọi người ta rồi bảo có xe chở đi giúp đỡ ta. Tại sao Đảng Cộng Hòa không làm cái chuyện đó trong cái cuộc bầu cử vừa qua để cho Đảng Dân Chủ họ làm như vậy? Một phần theo chúng tôi nghĩ, thưa quý vị và thưa anh Đỗ Dũng, một phần đó là một số các ứng cử viên như là bà Mimi, nói riêng về quận Cam đó là bà Mimi Walters, ông Dana Rohrabacher là hai vị dân biểu liên bang, và kể cả thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, họ có lấy, và kể cả tôi cũng lầm vào năm 2010 có lấy cái thống kê, tất cả những cái internal polling là lấy thăm dò thống kê trước ngày bầu cử đó là thấy mình đang thắng, nên cũng có hơi cái Chủ phần quan. chủ quan quá. Nhưng mà những cái thống kê này nó chỉ nói được cái ý kiến của người cử tri và người dân thôi, nhưng mà nó không có liên hệ gì đến, nếu mà chúng ta phân tích một cách rõ hơn đó, cái vấn đề người Mỹ họ gọi là GOTV, là get out the vote đó, Get out là of vote, vận động để cho các cử tri đi bầu, thì lại không có một cái kế hoạch mà nó chi tiết mà nó mãnh liệt như phía các đối thủ của Đảng Dân Chủ. Tại vì một phần nữa là vấn đề tài chính, thưa anh. Năm nay đó phải nói rằng đó là Đảng Dân Chủ, quý vị cứ nghĩ rằng ngay tại quận Cam mà thôi đó, bốn cái ghế dân biểu liên bang Đảng Dân Chủ đã bỏ gần 30 triệu đô la để mà vận động. Cái đó là chưa nói đến các cá nhân ứng cử viên mà họ tự gây quỹ tự của gây họ. quỹ, Cái này là cái tiền từ ngoài mà được đổ vào đó, gần 30 triệu Mỹ Kim chỉ có bốn cái ghế dân biểu liên bang. Bởi vậy nên một số các ghế chức vụ khác nó bị ảnh hưởng, nó bị cũng là nạn nhân Ảnh hưởng cái như vụ nào, này. xin anh giải thích thêm. Anh có nghĩ là như cái ghế của bà Giang Nguyễn, ghế của ông Matthew Harper, ghế của cái ông Tim Shaw ở tại On County là cũng bị ảnh hưởng theo đó, anh có thể giải thích vì sao? Nói chung một phần đó là bị ảnh hưởng, là chắc chắn mình thấy rõ là ông Tim Shaw là ra cái chức vụ supervisor, dù rằng là không có liên hệ đến đảng, nhưng mà ai cũng biết là ông Shaw là đảng Cộng Hòa Đúng và rồi. ông Schaefer là đảng Dân Chủ, cũng như là ông dân biểu tiểu bang Matt Harper ngay kế vùng của ông Tyler Durden, Diệp và thượng nghị sĩ Janet Nguyễn thì đại diện cả luôn hai nguyên cái vùng đó đúng và rất là rộng lớn, thì chắc chắn là bị ảnh hưởng. rồi. Chúng tôi dùng cái danh từ nạn nhân đó là tại vì khi mà đảng Dân Chủ họ bỏ một cái số tiền khổng lồ và có một cái kế hoạch từ cấp liên bang trung ương trở xuống với địa phương, một kế hoạch rất là quy mô để mà thúc đẩy các cử tri ra bầu cử, và cái số cử tri năm nay đó nó lên đến hơn 71%, thì khi mà một cử tri Dân Chủ họ vào thùng phiếu hoặc là họ ngồi xuống họ bắt đầu họ bỏ phiếu cho các ứng cử viên đó, là họ chạy hết từ đầu đến cuối Dân Chủ, Cứ Democrat là họ mát vô thôi. Democrat là họ họ tô vào, thì họ muốn gửi một cái thông điệp một lần nữa, chúng tôi nghĩ thông điệp cho Washington DC cũng như là Quốc hội biết rằng đó là quý vị cần phải làm đúng cái trách nhiệm của quý vị trong 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 cái kỳ bầu cử này. Nếu mà quý vị không làm đúng trách nhiệm với tư cách là nhà lập pháp và giám sát bên hành pháp đó, thì quý vị sẽ được bị cho chúng tôi nghỉ nghỉ việc, nói một cách rất là nhẹ nhàng. Tuy nhiên nói riêng về cái trường hợp của Janet Nguyễn đó thì cũng có, chúng tôi cũng phân tích khá rõ và cũng nhìn thấy cái số phiếu. Đây là một cái sự rất là tiếc, tại vì theo chúng tôi biết đó, một phần đó là Janet có làm ban vận động là có lấy thống kê và nghĩ rằng là mình sẽ thắng, mình là chủ quan, rất là chủ quan sẽ thắng theo cái sự thăm dò thống kê đó, nhưng mà không ngờ đó là cái số phiếu của Đảng Dân Chủ nó ra quá đông. Mà thật sự mà nói, nếu mà chúng ta nhìn một cách khách quan đó, Đảng Dân Chủ họ đã warning, là họ đã cảnh báo cho đối phương từ cả năm nay rồi, và các nhà báo kể cả báo Người Việt cũng cũng không thể đã ngờ. nói rồi đó, là sẽ có một cái blue wave, là sẽ có một cái làn sóng rất là ào ạt của phía cử tri Dân Chủ. Thì chúng tôi dùng cái cơ hội này mà chúng tôi cũng xin phép chia sẻ một cách rất là tích cực, chứ không phải là chỉ trích Janet hoặc là chỉ trích một cá nhân nào hết, nhưng mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một cách rất là tích cực như vậy. Chúng tôi vẫn nghĩ rằng đó, nếu mà nhìn lại 2020 đó, thưa anh Đỗ Dũng, Janet có cơ hội để thắng và giữ vững được cái tường
Cộng hòa chứ không phải không. Nhưng mà rất tiếc, chúng tôi thường nói đó là trong cái kỳ bầu cử này Janet vi phạm rất là trầm trọng. Rất là trầm trọng cái điều răn số 11 của ông Tổng thống Ronald Reagan nói. Đó là cái gì? Điều răn gì? Điều răn số 11 đó là những thành viên, nhất là các vị dân cử với nhau đó, thành viên của Đảng Cộng hòa không nên đả phá hoặc là nói xấu hoặc là lũng đoạn một ứng cử viên hoặc là một người Cộng hòa khác. Mà chúng tôi nghĩ rằng đó, nếu mà các anh em của Đảng Dân Cộng hòa với nhau, anh Andrew Đỗ, Tyler Diệp, Janet Nguyễn, nếu mà thủ thân mà biết ngồi lại để mà làm việc với nhau đó, thì cái con số đó, cái con số 3.000, 3.001, 3.002 hơn 3.000 phiếu, thì có thể overcome được, không có khó để mà giữ được với Đảng Cộng hòa cũng như là trong ngay trong cộng đồng Việt Nam. Câu hỏi chót với cựu dân biểu Trần Thanh Văn, mình nhìn thấy Janet Nguyễn thua, Mimi Water thua, Matthew Harper thua, Derek Barker hết rồi. Nói chung là cái vùng là thua hết, ngoại trừ bà Pat Best và ở dưới phía Nam mình kể. Nhưng mà nó có cái ngoại lệ là trường hợp Tyler Diệp. Anh giải thích sao về cái chuyện đó? Chúng tôi thì khá rõ. Xin mời anh. Khá rõ. Tại vì nói, cũng là Cộng hòa luôn mà tại sao ông này sống sót bây giờ kia là bị cái là thắng ngược. Đúng vậy. Chúng tôi thường nói giỡn sau cái cuộc bầu cử đó là Tyler Diệp là last man standing. Là người cuối cùng vẫn còn đứng. Là survivor, là một người còn sống sót đó của cái làn sóng dân chủ này, phải phải nói rằng. Và chúng tôi thấy rất là rõ đây là cái cuộc vận động không riêng gì với các cử tri dòng chính, mà ngay cái tường và cái sự hậu thuẫn của cộng đồng Việt Nam mình đã giữ vững được cho Tyler. Chứ tại vì nếu mà không có cái số phiếu của Việt Nam đó thì cũng sẽ bị chàng đi, cũng sẽ bị mất cái ghế này. Khi mà chúng tôi nói như vậy đó là nó có cái lý do chứ không phải không có, và có dữ kiện. Tại vì chúng tôi cũng theo dõi những cái cuộc bầu cử phải nói là địa phương đó, trong thành phố. Mình lấy một thành phố như là Westminster, trong cái địa hạt của anh Tyler Diệp, là một thành phố rất có đông người Việt Nam, thì các ứng cử viên Việt Nam đều thắng. Đúng rồi. Từ anh Tạ Đức Chí tới anh Tài Đỗ và anh Nguyễn Mạnh Chí, rất là cao. Thì cái số cao, Xavier Nguyễn cũng thắng học khu Westminster. Đúng vậy. Rồi ông Andrew Nguyễn cũng thắng cái Midway City. Đúng vậy. Và lý do đó là tại vì có cái lá phiếu Việt Nam. Đây là một cái kinh nghiệm rất là đắt giá cho mọi người, mà chúng ta nghĩ rằng, và cái bài học đó là chúng ta cần phải có cái sự đoàn kết. Đúng rồi. Là nếu mà chúng ta làm việc được với nhau, các ứng cử viên biết là sẽ có cái làn sóng nó tới, thì mình phải đoàn kết, mình làm việc với nhau. Nếu mà mình không ủng hộ được nhau đó thì mình nên đứng bên ngoài, mình nên mình nên im, chứ mình không nên đả phá hoặc là có những cái sự lũng đoạn với nhau, thì nó gây rất là nhiều cái phức tạp như vậy. Vâng, chúng tôi nói câu hỏi chót nhưng mà ông Trần Thái Văn ông nói ngắn quá, còn giờ hỏi thêm câu hỏi chót nữa. Khi nào thì Trần Thái Văn trở lại chính trường, gọi là ngưng gác kiếm, tái xuất giang hồ? Cái này là chót chót. Dạ, cũng khó trả lời thưa anh Dũng và thưa quý vị khán thính giả. Nhiều người cũng đã hỏi về cái câu hỏi đó, nhưng mà thật sự đó là trong lúc này không phải là cái lúc tốt nhất để mà chúng tôi ra tranh cử một cái chức vụ gì hết. Gia đình chúng tôi cùng với Cindy thì mới sanh ra đứa thứ ba. Năm mới có 22 tháng mà bé Emma nó uống nhiều sữa quá. Nên lo đi kiếm sữa rồi đó. Nên vẫn còn phải đi cày. Vẫn còn phải đi cày tới em bé lớn. Nhưng mà trong chiến trường chính trị Mỹ đó thì cũng có cái câu nói là never say never, phải không anh? Và không bao giờ, mình nói là không bao giờ nó sẽ xảy ra. Nên cũng phải tùy theo. Cựu dân biểu Trần Thái Văn tái xuất giang hồ bởi vì cái on county bây giờ rất đông thiểu số người Việt Nam càng càng lớn. Mà nếu tình trạng này mà Đảng Cộng Hòa mà càng ngày càng đi xuống thì có lẽ là phải sử dụng những ứng cử viên gốc thiểu số như ông Trần Thái Văn hay bài hát Nguyễn Hồng Tài là gì. Biết đâu có thể lật ngược thế cờ. Nhưng mà chúng ta chờ xem như thế nào. Cảm ơn quý vị rất nhiều thời gian trình hôm nay. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.